Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chân Pháp giới chân như thật tế không chuyển vượt, thì sắp cùng với Pháp giới chân như thật tế có Pháp chăng thọ tưởng hành thức cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng bạch thế tôn nhãn xứ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng nhĩ tý thể thân ý xứ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng bạch thế tôn sắc xứ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng bạch thế tôn nhãn giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng nhĩ tý thể thân ý giới cùng cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn sắc giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Thanh hương vị xúc pháp giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn nhãn thức giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Nhĩ tỷ thể thân ý thức giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn nhãn xúc cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng nhĩ tĩ thể thân ý xúc cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng Bạch Thế Tôn các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn địa giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Thủy hỏa phong không thức giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn nhân duyên cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, Pháp từ các duyên sanh ra cùng với Pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, vô minh cùng với Pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não cùng với Pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, Bố thí ba la mật đa cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng bốn vô lượng bốn định vô sắc cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng bạch thế tôn bốn niệm trụ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng